Rồi xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay thì em có quay giới thiệu cho tất cả mọi người mấy cái phụ kiện của máy rửa xe cao áp nha. Và phụ kiện và mấy cái đồ sửa chữa, đồ món, đồ sửa chữa và súng, càng súng nha. Và bét, ti sứ, rất là nhiều luôn. Và máy đầu rửa xe, bình bọt tiết, bét phun đầy đủ các loại. Rồi, trước tiên vào video clip, em xin chúc tất cả mọi người xem video clip có buổi tối cho anh em vui và sức khỏe. Đầu tiên thì em sẽ đi vào từng món trước nha. Đầu tiên thì có cần súng, cần súng của, cần này là cần của Italia. Cần Italia, chỉnh xòe chỉnh gom này nha. Chỉnh xòe chỉnh gom này, chỉnh xòe chỉnh gom. Này nó không có cái bét, thiếu bét. Anh em nào muốn gắn bét thì mình sẽ gắn bét vô nha. Bét loại inox luôn, bét inox. Càng này chỉnh xòe chỉnh gom chỗ này, rất là ngon luôn. Chỉnh xòe chỉnh gom. Cần như vậy, cần như vậy thì 800.000 nha, 800.000. Cái cần không, chưa có cái bán nha, có cái đầu bét, tùy theo vào mục đích của cầm anh em. Đầu bét 1 ly 2, 1 ly rưỡi, 2 ly, 2 ly rưỡi, tùy theo loại nha. Chỉnh xòe chỉnh gom này rất là đã luôn. Anh em về gắn dây vô trực tiếp là xài nè. Giá 800.000. 800.000 nha. Rồi, bên này thì có cốc lọc nước của mới, giống như cốc lọc của Italia nha. Italia cốc lọc nước. Lọc này thì răng 21, hai đầu răng 21, lưới bên trong inox mà. Rất là miệng luôn. Rất là miệng luôn nha. Số lượng thì em nhập về gồm khoảng 5-6 chiếc thôi, 5-6 cái. Cái này nó có cái càng để em mở cái này ra nè, rất là dễ luôn. Còn không mở thì mở tay ra vẫn được, mở tay ra vẫn được nha. Rồi, anh em nào muốn lọc rác mới thì liên hệ cho em, xài rất là bền luôn nha. Bên trong còn muốn hai ra hai đầu răng nào thì em sẽ ra hai đầu răng, cái này răng là răng ngoài, răng trong 21. Rồi, rồi tiếp tục thì tới mấy cái cần nha. Cần này cần của Italia luôn, nhập mới luôn. Cần thì mình có hai ba loại á. Loại này thì 88 tấc nè, 80 cm. Loại này 80 cm nha. Tùy theo anh em muốn xài 80 sặc 60 đều có hết. Cần bên này là 60 nè. Có cần 80 nha, cần này 80. Có cần 60 nữa nha. 60. 60 như vậy. 60. Cần không chưa gồm bét nha anh em. Cần không chưa gồm bét. Anh em nào mua cần này là cần này inox nè. Về lắp vô súng của mình hoặc lắp vô cái đầu dây của mình vẫn được. Ok. Cần. Rồi, loại này cần cần này cần cũng 60 nha. 60 là loại thẳng. 60. Cầm rất là chắc tay luôn. Rất là chắc tay luôn nha. Bên này thì có nhập cần màu xanh nữa nha. Có màu xanh loại 1 mét nè. Loại này 1 mét màu xanh. 1 mét màu xanh nha. Này thấy không? Cần 1 mét màu xanh. Rất là chắc luôn. Này anh em về gắn dây vô đây. Về xịt xịt rửa gầm, quẹt rửa bạc đó. Rửa lên cao á, rất là ngon luôn. Cần 1 mét. Số lượng cũng khá là nhiều luôn. Số lượng khá là nhiều luôn nha. Chuyên về máy rửa xe cao áp nên phụ kiện đầy đủ hết. Bên này có cốc lọc mới nè, cốc lọc mới nha, lọc mới, lọc mới bên lõi bên trong bằng inox mà, lõi bên trong bằng inox. Cái nào thì mình nhớ thì mình sẽ báo giá, còn cái nào mà không nhớ thì mình sẽ anh em nào cần thì inbox nha. Như cái lọc này, như vậy là 180.000 một cái, 180.000 nha, 180.000. Còn anh em muốn mua ra răng hai cái, hai đầu răng nữa là răng đồng á, là 20.000 một cái nữa. Ra đầu răng luôn cho anh em nha. Ra đầu răng. Có lọc có 27 nè. Lọc 27 và lọc 21. 21 nha. Có hai loại 21 và 27. Ở bên này thì bét. Bét xịt. Bét này thì có hai chế độ. Một chế độ chỉnh xòa, một chế độ chỉnh gom và có chế độ xả bột tiết. Xả bột tiết nữa nha. Bét này thì bét thường, bét của bét thường. 1 ly 8 nè, 2 ly nè, 1 ly 2. Rất là nhiều luôn. Này mua về nhập về số lượng để
anh em nào muốn mua giá sỉ thì mình có bán giá sỉ nha, và giá lẻ thì mình có bán giá lẻ đó, anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em. Giá sỉ có giá sỉ và giá lẻ có giá lẻ. Bên này bét, bên này thì có bùa lọc, có lọc nước, lọc rác nè, lọc rác có cái đầu đuôi chuột nè, anh em về gắn vô dây xiết cổ dây vô nha, lọc rác rất là miệng luôn, lọc lưới gần inox luôn, rất là đã luôn nha. Đó, lọc mấy chục ngàn cái à, đó, lọc này nha. Nhập nhiều quá rồi mình cũng không có biết giá, không báo, không có nhớ giá nữa nha nè. Anh em nào mua này thì bán sỉ và bán lẻ đó, anh em nào mua thì cứ liên hệ cho em. Trong này thì có mấy bẹt đầu bét Italia nè, đầu bét Italia, đầu bét này, đầu bét mấy đầu bét này, đầu bét tốt nha, đầu bét Italia, bét mô vịt nè, bét mô vịt này, có bét mô vịt nha. Tháo ra mấy cái loại cho anh em xem nè. Bét này, bét mô vịt nó có nhiều lũa, loại lũa nha, lũa ly 2 nè, lũa này nhỏ xíu nè, lũa 1 ly 2, 1 ly rưỡi, 2 ly, made in Italia, made in Italia. Đó, chịu áp được 200 MPa, 223 đó. Bét Italia. Có loại bét này nữa nha, bét này thì cũng Italia luôn. Bét Italia, rất là đẹp luôn. Có 3 loại. Một loại nó có nhiều mẫu mã nha. Anh em nào xài cái loại nào thì liên hệ cho em. Bét xịt. Italia. Bên này thì có mấy cái phụ kiện của chén đồng nè. Anh em nào mua chén đồng ok, chén đồng Ý. Đầy đủ hết nha. Mấy cái này thì mấy con ốc của đầu mấy ốc này của cái đầu Ý nè. Mấy ốc đồng đầu Ý nha. Đầu Ý 5 ngựa, 3 ngựa đều có hết. Mấy chén đồng ok 508, chén ok 508, chén 311. 311 và ok 508 nha. Chén riêng luôn nha anh em. Rồi thì bên này thì có mấy cái bát chân của dòng inox mà. Inox mày bát chân da và bát chân của dòng ok. Bát chân da và bát chân của dòng ok nha. Ok 311 511 mà. Sắt này sắt không rỉ nha nè, không rỉ đó. Inox mà. Inox này inox gì 340 không rỉ nha. Rất là dày luôn. Anh em nào xài cái máy mình mà bị hư một thì em xài cái này. Rất là đã luôn. Chén inox. Bát chân inox, đầu da và đầu ok. Rồi mấy càng súng. Rồi bên này thì phụ kiện của cái kia càng rồi cái này bán súng nha. Một là bán súng của thằng Tecumet. Súng này súng Italia nha. Như này có cần gặp cù luôn nè. Có cần gặp cù luôn nha. Này súng bán súng này. Bán súng Ý. Này cầm rất là nặng tay nè. Cầm rất là phê luôn. Bên này nữa nha. Bên này cũng có súng Italia nè. Của cái dòng máy Made in Italia SG35 353 lưu lượng 45 lít. Rất là đã luôn nha. Rồi tới bên này coi súng này là cũng khẩu rất là nặng luôn. Wow. Súng này thôi khỏi bàn luôn nha. Rất là đã luôn. Hàng này hàng siêu tầm mà. Anh em chạy cho áp con này áp mấy trăm ba đây. Con này thì áp của nó là 130 nhưng mà lưu lượng nước nhiều. Cái đầu bét của nó này em thấy kinh khủng không? Đầu bét của nó lỗ rất là lớn luôn nè. Máy này xài lưu lượng lớn nha. Rất là kinh khủng luôn. Bét này phải cầm hai tay, cầm một tay là dở không lên luôn. Quá đã luôn. Súng máy này là cái cần của mình gắt lên nha. Chụp mà lấy mẫu, anh em nào mua cái cần gọi nào thì liên hệ cho em. Muốn xài 60 80 1 mét. Cái cần này có cái cần gặt cù quá. Cần này nè, có cần gặt cù luôn coi. Chỉnh xoài chỉnh gom nha. Cái này có Italia, hàng mới luôn. Italia hàng mới luôn.
rất là đẹp. À, bên này có bán súng nha, có tay hồi VR. VR này là cái van điều áp, van an toàn. À, van an toàn. Cái này là cái của thằng Italia. À, VR56 và VR54. VR54 nè, VR56 nè. À, con này tay hồi này siêu vip luôn nha anh em. Tay hồi này là Mắc Anh Italia nè. À, VR100 VRT100. Con này tay hồi inox luôn, có rờ la điện luôn. À, tay hồi inox có rờ la điện. À, rất là đã luôn nha. À, máy tay hồi Italia nè. À, máy bắn súng nè, bắn súng mà, bắn súng Italia. À, rất là nhiều loại luôn. Có bình một tiết nha, bình một tiết của cái dòng này là dòng Ý Italia nè, dòng này dòng thường. À, dòng này dòng của thằng Hydro. À, xịt rất là đã luôn nha. À, dòng Ý, dòng thường, bình bọt Ý, bình bọt thường đây nha. Bình bọt này thì mấy trăm ngàn. Có bình bọt này nè, bọt này cũng rất là đẹp luôn nè. À, và bên này có chống sắn nè, chống sắn hàng bảy Nhật. Này là răng chống sắn 13-17. À, ngoài 17 nè, trong 13. À, chống sắn nha. Cái này là nó sắn nha anh em, sắn dây. À, anh em xài trong cái súng hoặc cái dây của mình đó, chống sắn dây là nó rất là nhẹ và không bị rối dây. À, chống sắn 21-17. Cái này là chống sắn cong 13-13. À, chống sắn cong rồi nè, chống sắn cong là rất đẹp luôn nha. Chống sắn inox 17-13. Chống sắn này 17-13 trong 17 ngoài 13. Chống sắn này là 17-17 ngoài 17 trong 13 trong 17. À, chống sắn anh em nào xài cái răng nào thì liên hệ với em. À, còn muốn ra răng 17 như con này 17-17 là em sẽ ra cái co 17-17. À, này súng nha, bắn súng nè, nhập rất là nhiều luôn. À, này nhập súng như cái này nha anh em, Hero nè. Đó, Hero. Bình bọt này của Italia xài rất là ngon luôn nha, bình bọt Italia xài rất là đã luôn. Hôm nay mình có cái đầu áp 200 này, đầu mới luôn nha. Đó, nhập nguyên con luôn, đầu hát áp 253, lưu lượng nước 15 lít và 18 lít, áp 253. Đó, bên này thì có phụ kiện của rờ le ngắt máy nè. Đó, mấy cái phụ kiện nha, ti sứ nè, ti sứ bên đắp, ti sứ 511, 508, gen 508 nè. Đó, rất là nhiều. Rồi thì anh em nào cần thì hôm nay thì cũng quay sơ sơ vậy nha, bữa sau thì mình sẽ ghi giá báo giá cụ thể hết. Đó, một là anh em nào cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em, phụ kiện đồ cắm máy rửa xe cao áp, phụ kiện máy rửa xe cao áp rất là nhiều để phục vụ cho anh em về bên dòng máy rửa xe. Rồi anh em nào cần thì cái dòng nào ti sứ, dòng ti da vẫn có nha. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video clip mình. Anh em xem xong thì hay cho một like, được đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bữa sau thì mình sẽ quay từng cái cụ thể cho những anh em nào không có biết sẽ hiểu rõ kỹ hơn và cái độ chất lượng của nó nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video. Rồi xin chào và hẹn lại anh em tất cả video khác. Rồi xin chào và hẹn lại anh em. Bye bye.